Chó có đốm, chó đốm, mồm có lông, lông. Cá liễn chi. Về nguyên tắc thì thứ gì có thêm đốm thì đều ưu việt hơn. Khôn như chó đốm, nhanh như báo đốm. Nhưng người mà lại có đốm thì đó là bệnh. Chính xác thì người đó bị vẩy nến. Vẩy nến ở đây không phải là bạn bao hoa với những thanh xanh, thanh đỏ mà là như này. Là một bệnh viêm da mãn tính rất phổ biến. Theo thống kê, có khoảng 2-3% dân số thế giới bị mắc phải căn bệnh này. Ở trạng thái bình thường, các tế bào da cũ sau khi chết đi sẽ bong ra và được thay thế bởi các tế bào da mới. Nhưng đối với bệnh nhân bị vẩy nến, quá trình trên diễn ra nhanh gấp 10 lần do hiện tượng tăng sinh tế bào, khiến các tế bào da cũ và mới không kịp thay đổi. Chúng tích tụ lại một chỗ, tạo thành những mảng dày có vảy trắng hoặc cả bạc. Đơn giản thì thời gian ở vùng da bị vẩy nến nhanh gấp 10 lần chỗ da thường. Nếu anh Bảnh nằm ở dạng này, thay vì ngồi tù 10 năm thì Bảnh chỉ ngồi 1 năm sau đó ra tù và lấy vợ. Nhưng mà giàu nuôi cá, khá nuôi heo nên Bảnh vẫn phải ở lại. Trái với suy nghĩ của các bạn thì bệnh này không hề đau rát hay là ngứa. Chúng đơn giản giống như việc lão hóa quá nhanh ở da. Chúng thì không lây, nhưng vì nhìn hơi kinh nên người bị bệnh thì thường bị xa lánh. Còn phong kiến thì truyền ngôi. Dân chủ rồi thì mình truyền bệnh. Bệnh này là bệnh di truyền, tức là đời cha ăn mặn, đời con khát nước. Cho nên ta cần phải nỗ lực tu đức để không lâm vào yếu cảnh hay những căn bệnh quái gở như này. Chia sẻ video này cũng là một dạng tích đức. Chia sẻ cho thầy đấy. Hoặc là bị do yếu tố môi trường như chấn thương, stress kéo dài, bỏng nắng, nhiễm trùng da, hoặc đơn giản là do ở bẩn. Bệnh này thì cực kỳ khó chữa. Nó được xếp vào nhóm bệnh mãn tính, tức là không thể chữa khỏi hoàn toàn, đăng xuất thì mới hết. Đây là nền nhà của bệnh nhân bị vẩy nến. Giữa hè mà như tuyết tháng 4. Nói chung là ở sạch. Và chia sẻ video này là không bao giờ mắc vẩy nến.